có gì. Cảm giác là lạ. Làm gì? Hello, xin chào mừng thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh của Sang Ma Blog nha cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đồ Blog. Cả nhà hiện mắt mình xin chào bập cả nhà. Thì hiện tại bây giờ thì anh em mình đang ngồi trước cửa ngôi nhà quan quỷ áo trắng đó mọi người. Thì cả nhà thì ở tập trước thì cả nhà cũng đã biết rồi. Cái con quỷ này dùng dao rồi cưa, dựa. Nói chung là nó cầm để nó hù dọa anh em mình luôn. Mà nó không sợ đèn luôn cả nhà. Thì cũng có nhiều cái ý kiến là nói là cái vong này dữ quá, anh em phải dùng biện pháp mạnh này kia. Thì anh em mình cũng, hôm nay thì anh em mình cũng đã xin thầy được một lệnh bùa cả nhà. Thì hôm nay thì chắc có lẽ anh em mình sẽ ổn hơn.
Thì nói chung cái lệnh bùa này á là thầy mình cũng có nói rõ là, nói chung là cái lệnh bùa này nó không có ảnh hưởng đến cái vong quỷ nhiều lắm, nó chủ yếu là chỉ làm cho cái sức con quỷ nó bị hãm xuống, nó không có mạnh như lúc trước thôi. Kiểu như là anh em mình có thể kêu một là gì ta, gì quên rồi, cái này giống như là mình có thể mình mạnh hơn nó đó, có nghĩa là mình có thể chèn ép được. Cái nhà thì một xíu để anh em mình vào bên trong, thì anh em mình sẽ đốt cái lệnh bùa đó, và cái lệnh bùa này làm cho cái linh lực của cái con vong quỷ này giảm xuống để yếu lại, và anh em mình có thể đánh được nó cái nè. Thì nói chung thì con quỷ này thì phải dùng biện pháp mạnh vài lần cho cái linh lực nó không có mạnh và nó không có dữ nữa, thì từ từ á mình mới có thể tiếp cận nó và bắt nó hoặc là hiện giúp giờ nó. Cái vong này thì chắc có lẽ là yếu, khi mà nó yếu lại thì chắc có lẽ bắt cái kiểu mà bắt nó nhốt đi đỡ thì hơi khó, tại vì quá dữ. Thì giờ thì cứ nếu mà biện pháp cứng thì cứ bắt nhốt, nhốt một thời gian thì mình thả ra xem nó thế nào. Đúng rồi, chứ bây giờ mà nếu mà quan trọng là nó có chịu hợp tác với anh em mình hay không. Thì bây giờ nếu mà đủ khả năng thì bắt luôn, chứ còn khi mình thả ra mà nó vẫn chưa có cảm giác, nó chưa ăn năn hối cải gì đó, thì mình lúc đó mình mới tiêu diệt luôn chứ sao vậy. Ok, thì bây giờ anh em mình cũng không nói vòng vòng nữa cả nhà, thì bây giờ chắc có lẽ anh em mình mời cả nhà cùng hai anh em mình vào bên trong nha. Ok thôi cả nhà. Thôi cả nhà. Thì bây giờ anh em mình cũng đã mở cửa sẵn để cái biện tiện bề bỏ chạy. À, thì hồi nãy thì hai anh em mình trước khi anh em mình chào thì anh em mình đã mở cái cửa rồi. Cái gì đang giọt cho lẹ đó. Thì thật sự cũng có một số nè. Mỗi lần mấy lần trước anh em mình đến đây ngồi ở ngoài trước này chưa nghe tiếng tới bên trong đó. Ừ. Hôm nay em vui rồi. Thì trước khi vào thì Tú vẫn nói vấn đề thế này, cũng có một số người comment rất là nhiều, nói là thật sự xem video anh em mình thì đôi khi thấy nó có gì đó giả dối hay nọ đâu. Thật sự anh em mình đã nói từ đầu rất là nhiều lần rồi, ai thì ai tin được thì tin, không tin được thì cứ coi như là một tập phim coi giải trí thôi đó, cứ phân phua và cứ nói anh em mình lừa, mà anh em mình lừa thì lừa được cái gì đâu. Anh em mình cũng phải đi quay này nó cực khổ mới có một cái video cho cả nhà mình xem, chứ đâu phải là ở ngồi ở nhà ở không mình lừa người ta cứ có tiền ăn đâu cả nhà. Nếu mà ngồi ở không ở nhà lừa người ta có tiền ăn cũng mới gọi là lừa. Này em Google ta. Anh em nghe à? Gì? Gì trời? Ủa, nhớ hôm trước mình dẹp hết trơn rồi mà sau nay mình thấy đóng đồ trên cái cửa đó kìa. Có cục gì đen đen ngồi đó gì phải không? Đâu? Phía trong hả? Ừ. Ủa, nghe cái bóng của cái gói gì? Ừ. Ừ. Kì vậy? Em ru à? Hay là nó bỏ nhà đi rồi? Mới nghe tiếng động. Hay là bỏ nhã đi cả nhà. Ê, có hay gì á. Bây giờ làm đứng đèn. Ê, mày chặn cửa không cho vô luôn đi. Ba đồ chặn ngay đây luôn nè. Đi. Đây luôn hả? À, vãi thiệt chứ.
Ủa, nó thồn dí, thò. Nó thò ra kìa. Nè, anh cầm lúc em đi. Có thấy quỷ nở giờ cái gì? Quỷ nở giờ quá. Nên lục đồn lắm nha. Ây da. Nhai cái chổi luôn rồi. Trời. Để này này cái cam. Không. Là tiếng động. Bây giờ mình vô trong đây rồi mà mình không thấy gì nha, thì để mình quơ cái cam giọng để cho cả nhà xem cho thấy cho rõ nha. Khu vực này không có xíu gì, không có lấy gì. Kỳ. Trong này là nó quơ trội cái gói luôn. Ủa nhưng mà cái bóp nè. Quơ mà khi hai năm mình vô đây quay cũng thấy. Em nghe luôn à. Tiếng đùng đùng ở đâu ta? Trong nhà hay gì? Cái tiếng gầm gầm trong nhà hay gì? Cái tiếng trong nhà hay gì? Mới vô nhà nó thấy gì đâu.
Kìa. Nhất rồi đó. Đẩy gì luôn, hai anh em mình ngồi đây, hai anh em mình đứng đây coi làm được. Là lấy cái ghế đó nè, cái ghế nó bị phức. Bây giờ anh em có buộc phải đuổi nó ra ngoài đó, anh em vô trong mới được. Có gì? Ngắm gì? Ủa anh mới trưởng nó vậy? Anh mới trưởng nó vậy? Đúng không? Chúng. Chúng nó nguồn ra. Không, không có đủ mạnh để tại cái vong này đang mạnh lắm, bây giờ mình phải dùng bùa hãm cái sức nó xuống mới được. Gần. Gần rồi, gần rồi. Đang gần mọi người. Em ru mọi người. Em lắm. Bây giờ mình cầm cam đi chống đi. Nếu mà không có thì mình ở chống luôn. Tiếng động. Anh em mình mới nói cầm cam vô cái làm tiếng động. Ừ. Ê. Đâu biết. Tiếng leo lên trên nữa. Ừ. À. Lên trên thì vậy. Đi giống. Lên nóc nhà hay gì mọi người. Cái tiếng này là nó leo lên cái nhà. Để cam đi nè, để cam đi chút đi. Còn sao mình rồi mình hả ấy luôn. Để cam để chút xíu còn sao. Giờ anh em mình sẽ ngồi ở đây thử coi thế nào mọi người. Ngoài gì đó chưa, nếu mà cặp quá đợi chút mình ra ngoài mình lấy cái nhang đèn, đâu có ai đâu phải lấy nhang đèn nữa, nhang tiền không bây giờ.
Tự nhiên đang bây giờ anh em mình đó, đi ra ngoài đi, mình đặt ở đây một đoạn thử coi có thấy gì bên trong này không, biết đâu cũng được. Thì khi cái nhà thì bây giờ anh em mình sẽ ra ngoài để căn đây. Ra bên ngoài mà khi mình ra ngoài nó sẽ ở đây à? Ngoài đi, bỏ đại đi, thấy gì không? Để mít luôn đi. Thank you.
Thank you.
Thì mọi người thì anh em mình cũng đã chuẩn bị sẵn luôn rồi. Bây giờ anh em mình đem hai cái bát quái vô và để ngang với dây tiền bạc này chút xíu nữa anh em mình cúng kiến và anh em mình sẽ làm phép luôn mọi người. Để lấy cái chảo ra. Để làm phép cái hai bát quái trước đi. Không biết là trong này giờ cái quỷ nó xuất hiện cả nhà. Em bác quái làm phép xong rồi. Ê, em làm em lấy cái bùa em làm đâu rồi. Cái nhà thì nói chung là mình mới làm hết xong rồi. Nếu mà vong xuất hiện chỗ này á thì nó sẽ bị giảm sức lại. Anh em mình sẽ có cơ hội khống chế nè mọi người. Chó đầu sủa dữ biết. Có quặn ngồi quặn. Thank you.
Trời, lúc anh em mình vô đây cúng kiến rồi nè, em ru luôn ha, không nghe tiếng động gì. Cái bát khoái này thì cũng đã được làm phép vào bên trong cái bát khoái này rồi các bạn. Tiêu để này đi. Chứ nói chung bây giờ anh em chủ yếu là ngồi đợi thôi chứ không biết làm sao nữa. Mình từ lúc anh em chúng ta làm như thức này thì ngoại trừ nghe con chó nó sủa chứ cái tận gì nữa. Ừ. Mình biết rồi. Mình biết rồi. Hiện bây giờ hai anh em mình đang ngồi ở đây thì hai anh em mình trước mặt hai anh em mình thì hai anh em mình không thấy điều một cái gì hết, thì không biết là ở trên cam quý của chú anh chị có thấy nó xuất hiện hay không. Nhiều khi nó có thể nó che mắt anh em mình không thể thấy nó luôn. Cái này là phải có một cái trực giác thì anh em mình biết là kiểu như cảm giác mà nó mạnh á, mà mình chắc chắn là nó có mình mất anh gì nó thấy. Ở trên nóc nhà chứ ngắt thì cả nhà hiện thì là hình như là cái tiếng động phát ra từ ở trên đó xuống. Cảm giác là lạ, cảm giác là lạ. Nè. Nè. Ui. Ui. Làm gì? Ui. Nguyên. Nguyên. Ui, làm gì? Làm gì? Nãy anh bị cái sức mạnh gì đó. Làm mình cứng người luôn. Sao em bình thường mà? Sao
Thế giờ chúng tôi thấy gì đâu? Cảm giác. Thấy gì? Tại tôi đang lắng nghe cái tiếng động mà không biết đâu không? Chúng tôi nghe vô, tưởng là cứ ngồi vô nghe chúng tôi. Nó bị đi ngắt rồi. Ngắt luôn. Ôi giờ bị gì ta? Bây giờ thì nãy giờ nói chung anh em mình cũng ngồi cạnh với nhau như thế này, nhưng mà anh Nguyên thì bị một cái gì đó làm cho cơ thể bất động luôn rồi. Mà mình thì trong lúc thì mình cứ lắng nghe những tiếng động xung quanh thì mình cũng không để ý nữa. Khi mà mình kêu kêu ảnh hiện tiếng ngắt thì cái lúc hai này mình nghe tiếng động nó tự lên, cái bị cái gì làm cho người mình không có cảm giác gì nữa chứ. Bây giờ nó không ta? Mà tại sao mình không thấy? Em mới đỡ nó cầm giường đi. Bây giờ mở mắt như được, nhưng mà tại những cái thời gian mà nó mất cái rất là ngáo. Mà phải căng đúng lúc. Mà thấy canh lúc nào nó xuất hiện đó. Lúc nãy là con cảm giác lạ lạ mà bây giờ vẫn có nè. Tiếng gì? Bị chói luôn nè, bị lá bùa anh nát. Bây giờ con quỷ ngay đây, anh em tôi đến đây là muốn giúp Vong, không muốn hại Vong. Mà sau nhiều lần Vong muốn hại nên chúng tôi vậy. Nói chuyện được không? Giữ nó không chuyện mình. Thu quay này nó bị chói rồi. Thì bây giờ Vong nghe đây, nếu mà Vong cứ có những thái độ muốn hại người á thì anh đây chúng tôi sẽ không nể tình nữa đâu nghe. Thì lần này là lần cuối cùng anh em chúng tôi nói, coi như là nếu mà Vong muốn anh em tôi giúp đỡ điều gì đó, hay là muốn đuổi anh em chúng tôi ra khỏi nhà, anh em chúng tôi đến đây chủ yếu là muốn để giúp cho Vong có thể được đầu thai chuyển thế, có thể được đi siêu thoát. Mà mỗi lần anh tôi đến là Vong đều có những hành động muốn hại anh em tôi. Và thật chắc anh em tôi đến chúng tôi cũng cúng kiến, đốt nhang, bông bánh trái với tiền bạc cho Vong, nhưng mà Vong không biết ơn, mà Vong còn những hành động giống như là muốn hại và làm gì đó để chúng tôi. Anh nhìn nó nghe không? Không biết nó hiện bây giờ nó đang bị dính trong cái lệnh bùa, nên nó không có kiểu nó muốn sạch, nó muốn dùng dãy để nó xuất ra. Bây giờ không có vùng vẫy chân nữa thì cũng đỡ thôi, tại cái lệnh bùa này nặng. Lệnh bùa này ngoại trừ nếu tôi đọc chú mở ra thôi, chứ Vong này khó đường thoát, khó lòng thoát lắm. Nếu mà Vong muốn chúng tôi buông thả ra thì Vong phải hứa một cái gì đó cho nên tôi lấy lòng tin, để Vong anh em tôi lần sau đến thì Vong phải cho những tôi tìm hiểu về Vong, hỏi về nhiều vấn đề về Vong thì anh em tôi có đường giúp Vong. Thế bây giờ mà cứ như vậy hoài thì không thể nào mà anh em chúng tôi giúp được. Thì bây giờ Vong như thế nào? Muốn được thải ra không? Nếu mà Vong cứng đầu thì anh em tôi sẽ thu Vong vào bình luôn à. Về nhà thì Vong thì đang rất là
bị cái lá, bị cái đạo bùa đang bị hành hạ cái lông nữa, này đang trói buộc đi không được và ngồi không vững luôn, mình thấy không? Cái lệnh bùa này thì nó cũng có thời hạn nhất định thôi chứ không có hạn bắt hoài đâu. Thì đó, bây giờ Phong có hứa không, lần sau đến đây tôi đến sao phải không có được giữ nữa được không? Được không? Được thì gật đầu. Dữ quá, thấy cái tính tết nó dữ quá. Thì cả nhà, thì hiện bây giờ thì cái con đang bị cái định bùa bắt giữ, nhưng mà không có kiểu không muốn anh em mình giúp hay sao, anh em mình nói cũng không không nghe luôn. Em ru luôn, em ru luôn. Mọc đen xì, nhà rong không biết là ấy có cái bùa này có ảnh hưởng đến rong ta. Đâu thầy ông thầy nó đâu có ảnh hưởng gì đến đâu, chỉ bắt chữ thôi à. Bây giờ anh em mình ra tiếp thì không được, mà cái lệnh bùa này á thì nó có thời hạn rất là ngắn luôn rồi, thì Thì anh cái em nhà thì kiểu này thì coi như là hôm nay anh em mình đã dùng cái biện pháp này cũng nói chung cũng hơi nặng đó. Nhưng mà cũng phải phải làm để cho cái vong này nó cái linh lực yếu lại. ừ. Nó ra gì mọi người, Vậy đó. nó xuất cái gì sao à, nhân nghiệp này có sao có vậy, nó còn không ta? Ông nghe tiếng bên ngoài á, nó xuất ra gì không? ruột cái rồng nó quấn mình đó, mà cái lệnh bùa được 50 phút gì à, nó cần người ấy à. Như anh em mình quýnh một cái tắt đèn luôn rồi. Quýnh cái tắt đèn luôn tại. Sao giờ rút vậy anh ơi? Rút đi chứ sao vậy? Con... Ủa, tắt nữa à? Cái đèn, cái đèn tự động vậy? Gì? Đèn nè. Làm sao? Chứ tự động tắt vậy? Không biết nữa, vấn đề gì không trời. Thì cái nhà thì anh em mình mới bị cái vong đó xuất ra và nó quýnh anh em mình. Mà khi quýnh vừa quýnh cái đèn tắt luôn. Mà tới giờ đèn bị hư luôn. Thì cái nhà hiện bây giờ hai anh em mình chỉ có một cái lá bùa đó hai anh em mình đã sử dụng rồi. Thì đến đây chắc có lẽ anh em mình sẽ kết thúc và anh em đi về cái nhà, chứ anh em mình cũng không dám nắng lại lâu lâu nữa. Thì ok, cái nhà mình yêu quý anh em mình nhớ ủng hộ cái kênh anh em mình cái nhà. Thì cuối clip thì anh em mình cũng xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc cả nhà. Bye bye mọi người. Chào cả nhà.